Vậy đứng này chắc cũng sợ ha. Ui, giật cô hồn giảm tháng 7, người chưa kịp cắm nhan thì đã bị giật còn đúng cái nịt. Nhắc đến tháng 7, người ta sẽ dễ dàng nhớ ngay đến giật cô hồn. Một tục lệ rất lạ vào mỗi dịp cúng cô hồn, đây được xem là một văn hóa ở Sài Gòn vào mỗi dịp cúng cô hồn. Lúc này các gia đình sẽ có mâm cúng dành cho các âm hồn lang thang không người thờ cúng, đói khổ. Mâm cúng thường có nhiều loại bánh, trái, thịt, tiền vàng mã, nhang hương. Giật cô hồn chính là hành động giật đồ cúng lễ của gia chủ sau khi gia chủ cúng xong. Mới đây, một đoạn video được một số cô gái quay lại và đăng tải trên TikTok. Theo như đoạn video bạn có thể thấy, rất nhiều xe ôm công nghệ và người dân đang trong tư thế sẵn sàng để tiến đến mâm cúng. Trong khi đó, có rất nhiều bảo vệ đang đứng giang tay nhau để ngăn cản trước khi giám đốc công ty làm lễ xong. Những cách này cũng không làm khó được người dân. Trong lúc bên trong vẫn chưa kịp cắm nhan, thì một anh xe ôm công nghệ đã thoát khỏi vòng vây và đã tiến đến giành mất con heo sữa. Sau đó thì một cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra. Đứng này chắc cũng sợ ha. Ui, trời ơi, giật con cái nịt luôn. Trời ơi, phải có cái bèo. Để có con heo kìa, chú đã ôm được con heo rồi. Trời ơi, trời ăn ngon đi chú ơi. Trời ơi, chú để heo như đất vậy. Ờ, sao để heo như đất vậy? Chú. Trời rớt ngon kìa. Ghê quá hả? Bảo vệ đứng dậy mà. Trời, chú kia lấy được bịch gạo hả? Mà chi bảo vệ đứng dậy mà còn giật kiểu đó hả? Ồ, thiệt sự luôn. Rồi stop mọi người đi về. Một số bình luận của cư dân mạng để lại: tôi cũng vừa xuống Sài Gòn để ngày mai đi giật thử cảm giác như thế nào. Ở chỗ tôi thì khác, cúng xong không ai giật, phải đem đi cho. Ở đây nhìn vui hơn, đúng mỗi nơi một khác. Em ở trong Nam, nhan còn chưa kịp cháy thì trên bàn đã không còn cái gì, may chưa lấy luôn cái bàn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ đăng ký kênh Tin Mới 3 Phút để cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Xin cảm ơn.